Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ở clip hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc đầu CD đến từ thương hiệu Mazang có model là ND8006. Đây là một trong những chiếc đầu CD thế hệ đời mới và có đầy đủ tất cả các tính năng để cho các bác chơi nhạc số cũng như là chạy CD. Chiếc đầu CD Mazang ND8006 này ngoài chức năng chạy CD còn có chức năng như Wi-Fi, Bluetooth hay là các kết nối DAC như USB và đầy đủ tất cả các tính năng ở trên chiếc đầu CD này. Chiếc đầu CD Mazang 806 này là một trong những cái model đời mới và luôn luôn được các audiophile ưa chuộng bởi vì nó rất tiện lợi khi các bác với cái thời buổi 4.0 này các bác chơi nhạc số rất là tốt. Chiếc đầu CD Mazang ND8006 này là một chiếc đầu CD đã dùng lướt và có cái giá cực kỳ là êm ái luôn. Đó, và bây giờ em sẽ quay máy lại gần và giới thiệu chi tiết hơn và để các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của chiếc đầu CD Mazang này. CD Mazang ND806 và bên tay trái em đây đó là các đường input thì các bác có thể chỉnh trực tiếp ở trên mặt máy này. Đó. Đấy, tất cả các vòng tròn đây là các bác có thể chỉnh tùy theo ý của mình và đây là nút nguồn. Và bên tay phải em đây đó là các đúng như ra vào cửa đĩa hay play hay top hay là deck bài lùi bài và đây có một cái đường lỗ phone đây và cái này là volume của cái đường phone này đó. Đây là một chiếc đầu CD Mazang hàng lướt và còn rất là đẹp, còn nguyên đầy đủ thùng hộp điều khiển và đây là cái điều khiển nó đó. Đây điều khiển này đó. Điều khiển Mazang 806 và dòng này còn có kết nối tất cả những các thiết bị bên ngoài như các bác đã biết là Wi-Fi, Bluetooth đây. Đó, và bây giờ em sẽ quay máy vào phía sau để các bác cùng trải nghiệm. Và đây, tất cả cái hồng máy đây. Chiếc đầu CD Mazang này là hàng của công ty Đông Thành Hòa Phúc nhập khẩu và phân phối. Đây. Đây là phía sau máy. Những chiếc đầu CD Mazang 806 này các bác phải lắp thêm cái cần anten đây. Cần anten này để có thể thu sóng tốt hơn. Đó. Sóng wifi hay là bluetooth cho nó tốt hơn thì các bác dùng nó sẽ tiện hơn. Đó. 806. Và đây là ngoài cái dùng wifi các bác có thể cắm đường LAN mạng LAN vào đây. Và đây là đường coaxial, đường ra, đường quang ra và đường đồng trục ra. Và đây là cái đường cũng cũng đường ra và cái đường RCA. Và đây bên này. Bên này đây là cái phần giải mã như phần đây là cái cổng USB, USB DAC các bác có thể kết nối có USB bên ngoài các bác có thể kết nối vào đây. Và ngoài ra còn có đường đồng trục và hai đường quang optical 1, optical 2. Đó, rất là tiện lợi. Mazang ND806 made in Japan. Đây là một chiếc như chiếc đầu rất là tiện dùng và cái giá thành nó không quá cao với cái thời buổi chơi nhạc số như bây giờ. Nên là đây là một trong những chiếc đầu rất là phù hợp cho các bác cùng cùng chơi. Chiếc đầu CD này thì thời điểm mới ra là giá chiếc đầu này lên tới hơn 40 triệu và thời điểm hiện tại và cái chiếc đầu này giá em đang giao lưu với các bác là giá chỉ có 19 triệu 500 nghìn thôi. Giá vô cùng phù hợp, giá rẻ hơn một nửa so với cái giá mới hiện tại hãng đang niêm yết. Đó, đầy đủ thùng hộp. Và các bác quan tâm xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266 và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.